Quốc hội họp bàn về Biển Đông khi mà trên Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục có những hành vi ngang ngược trong vùng biển Việt Nam. Nước này đã áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá đối với các tàu thuyền trong nước và nước ngoài tại một số khu vực ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong vòng 2 tháng rưỡi bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 vừa qua. Tân Hoa Xã cho rằng đây là lệnh cấm đánh bắt cá thường niên áp dụng kể từ năm 1999, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 năm 2014. Hồi đầu năm nay, Trung Quốc cũng áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hết sức phi lý ở Biển Đông. Lệnh này buộc các tàu cá nước ngoài phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc nếu muốn hoạt động nghề cá tại khu vực mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền, vốn bao phủ gần trọn Biển Đông. Theo lệnh cấm này, những tàu vi phạm sẽ bị phạt gần 83.000 đô la Mỹ bị tịch thu dụng cụ đánh bắt và hải sản. Lệnh cấm này được thông qua hồi tháng 11 năm 2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Theo các nhà phân tích, lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc sẽ làm tình hình Biển Đông thêm căng thẳng và càng làm rõ hơn tham vọng bá quyền của nước này tại Biển Đông. Từ cấp độ khu vực, tờ Finnstar của Philippines Đưa tin Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày hôm qua đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC mà nước này đã tham gia ký kết hồi năm 2002 khi tiến hành cải tạo đất tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tờ Finstar dẫn lời Tổng thống Philippines Aquino khẳng định, theo quan điểm của ông, những gì Trung Quốc đang làm là vi phạm thỏa thuận trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là DOC không mang tính ràng buộc, không thể đem ra thi hành. Vì vậy, chúng ta cần có một bộ quy tắc ứng xử chính thức để giải quyết tranh chấp và ngăn ngừa bất cứ cuộc xung đột tiềm tàng nào. Tổng thống Benigno Aquino cũng cho hay Philippines cùng với Việt Nam đã và đang thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng đạt được bộ quy tắc ứng xử chính thức trên Biển Đông. Trước đó ngày 15 tháng 5, chính phủ Philippines đã công bố những hình ảnh mà quân đội nước này thu thập được về hoạt động cải tạo đất trên bãi Gạc Ba mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam năm 1988 để chứng minh việc Bắc Kinh đã vi phạm một thỏa thuận khu vực về không làm leo thang tranh chấp lãnh thổ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Sark những bức ảnh này là bằng chứng rõ nét cho thấy sự hung hăng của Trung Quốc trong việc đòi thực hiện yêu sách chủ quyền phi lý đối với gần trọn diện tích ở Biển Đông.